Ngày 19 tháng 11, Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương đã có thông báo nhận dạng và truy tìm tên cướp ngân hàng xảy ra vào trưa ngày 18 tháng 11. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, kẻ cướp là một nam thanh niên khoảng 20-25 tuổi, giọng nói miền Nam. Người này cao khoảng 1,65m, dáng người cân đối. Khi gây án, đeo khẩu trang màu đen, đội mũ kết màu đen phía trong, mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, đeo bao tay vải, mặc áo khoác màu xám xanh, quần dài màu đen, đi giày thể thao màu đen có đế màu trắng và đeo một cặp vải màu đen hiệu Samsonite. Người này đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Novo màu đỏ đen, căm đúc màu đen, không biển số. Công an thị xã Bến Cát thông báo, nếu phát hiện, đề nghị giữ lại và báo cho Công an thị xã Bến Cát số điện thoại 02743 565 407. Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Bình Dương ra thông báo truy tìm trên toàn quốc. Trước đó, vào khoảng 11:40 ngày 18 tháng 11, một nam thanh niên đi đến phòng giao dịch sở sao ngân hàng SHB nằm trên đường DT741, phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Khi vào trong, người này rút một vật giống súng ra đe dọa nhân viên ngân hàng ép đưa tiền. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng nói tiền để trong két sắt không biết mật khẩu. Người này yêu cầu nhân viên ngân hàng kéo hộp tủ ra để kiểm tra, nhưng không có tiền. Lúc này, bảo vệ ngân hàng chạy ra ngoài chi hô, nên tên cướp hoảng sợ bỏ chạy thoát thân về hướng phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát. Thời điểm vụ cướp xảy ra, các nhân viên ngân hàng này đang nghỉ trưa. Theo ghi nhận ban đầu, ngân hàng chưa bị mất tiền và tài sản. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.